Chú Long Nhật với thầy Minh, tụi con là gạo chợ nước sông mấy chục năm trên đường Lũ Dĩ ngày xưa đi hát đó. Không có nhà hát, không có rạp dựng sân khấu, rồi buổi chiều mưa đó, buổi chiều là trời mưa và bắn 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 nổ cái đùng là trong sân khấu là phải 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 đốt pháo, thì bắn vào đây bắn thằng giặc Mỹ mày phải chết, là pháo trong cái đốt hậu đa đốt nổ cái đùng là mày giặc Mỹ chết, đúng không? Kính thưa quý vị, chiều hôm nọ trời Huế mưa, mưa một tháng không tạnh và pháo nó ướt cả tháng trời, mà nắng là được con ngày pháo không khô nơi và tối là pháo không nổ, hiểu không? Thì pháo không nổ thì làm sao giặc Mỹ chết được, phải nổ cái đùng thì ngoài này mới chết được, đúng không? Thằng giặc Mỹ mày phải chết, thì không nổ làm sao chết, nổ chưa thì bắn phát nữa, mày phải chết, không nổ cái mày phải chết thì không nổ sao phải cương, tôi tha cho nó nổ cái đùng không tha nữa. Tức là cương liên tục vậy đó. Mà những cái tai nạn đó, những cái tai nạn mà bị cương liên tục vậy đấy, pháo đông nổ thì tới lúc cái nó nổ, tới lúc mà mình nghĩ không nổ rồi, nó không nổ thì thôi mình sửa, mình thôi tha cho nó không bắn nữa, mày phải chết, mày phải chết, mày phải chết, không nổ anh, tha cho nổ cái đùng không tha nữa. đó là những cái kỷ niệm và cũng là cái những cái đó là những cái bài học mà để tụi con thấy là gọi là học hàm thụ đó, khi mình diễn nhiều và mình gặp gỡ những cái người đi trước có những cái mẫu chuyện như vậy thì mình thấy là cái xử lý trên sân khấu giặc Mỹ tự nhiên là một cái mũi cao vậy nè, giặc Mỹ nó phải mũi tây, mà mũi tây xong hóa trang không kỹ, hóa trang dán keo không kỹ kìa, rót một ly rượu whisky gì đó, cho tao một ly rượu whisky, cho tao một ly rượu whisky xong cúi xuống kêu, cái bên làm sao đây, hầu đai tắt đèn không kịp, ô mũi sướng rồi. Thì biến cái trơ trẽn đó, gọi là trơ trẽn đó, trơ trẽn mặt nga mèo, là cái đó là cái ứng xử trên sân khấu đó, cái bụi Mỹ rớt thì cái mai lại đi ra ngoài chợ đó, ba đó Huế đó, xong cái giải Mỹ rớt mũi. Rồi kiểu như là bạch cốt tiên kịch bản, bạch cốt tiên cải lương, xong bà tiên đứng lên một cái bông hoa sen gì đó, xong mình cấm dây điện, hầu đây cũng cấm điện, bật mấy quạt, mấy quạt cái thảo về bay 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 bay. Thôi ta đi nha, mà đi là cái đầu đi trước này nè, đi là cái đầu đi trước. Đi mà cái đầu đi trước, đi mà cái đầu, mà ngộ lắm nha, đi là cái đầu là nghiêng, đi là đi bên phải nè. Đi sao mà quá trái vậy đó. Đâu có đi được. Thôi ta đi nha, thì trong này bị kiểu đứt dây điện, sút điện gì á. Cái bông hoa nó đâu, tại cái bông hoa nó có cái motor cắm điện á. Cái bông hoa đi không được, cái nàng kia đâu có bay được. Thì ở trong hậu đài đấy, nói thêm đi cái gì đi. Mà cái bà tiên nói là bà là diễn viên phụ thôi, bình thường là bà giống mấy bán vé, giống chị Thảo vậy đó, cái toán rồi giữ tiền rồi mà cho là hiểu, mình khóc với thầy Minh cho ông dai hôm nay cho bà tiên ra đón bà tiên, rồi trang điểm đậm vậy đó, mà ở đầm trắng rồi bà quạt bay, rồi bà Thảo đứng quạt bay rồi mà bà Thảo mà đứng trên bông sen thì con hiểu đó ha, rất là dễ té đó bông. Cái hậu đà đàm xúc dây điện xong đi, cái nói thêm đi cái bà tiên ấy quên tiên mà quên tiên là trí tuệ vô song, tiên thần tiên là tôi giỏi biết mấy, quên vợ chồng là không được đánh lượng nha, thằng chồng đừng có mất dạy nha, phải thương con vợ, mà con vợ đừng có hỗn xừa quá, nó đánh cho mà sưng nó phù mỡ. Lần này là ta đi thiệt đó nha,
Thế ở trong đấy là chưa xong à, nói thêm gì đi. Thì bà Thảo nói biết gì đâu nữa đâu nói. Bà Thảo nói cô đâu có biết gì đâu nữa mà nói. Thầy Cương cứ hết rồi, hết từ rồi. Cái hát đi. Thì bà Tiên nói Tiên không biết hát. Tại vì bà là bình thường làm kế toán giữ tiền nhưng mà đòi khóc quá, yêu nghề đó, yêu nghề đó. Cái là cái giám đốc trưởng đoàn là nghệ sĩ mới đi cho một giai vậy đó, mà ngày đầu tiên cống diện loài chậm. cái hỏi Tiên hát đi. Tiên không biết hát. Bây giờ làm sao? Ở trong cái lộn một hồ đài đúng là náo loạn thấy không? Náo loạn, bên trong là náo loạn. Bây giờ làm sao? Cái bà Tiên rất thông minh, cái bà Tiên này vậy thôi, ta đi bộ. Vỗ tay. Đó là có nhiều cái gọi là cái tai nạn đó. Cái tai nạn giống như là